người ta cận không? Không biết, không, họ không bán nữa. Hoặc là cung ở đó nó không nhiều. Ờ, vậy nên người ta ăn ba cái đồ. Cầu là không nhiều á. Nhu cầu của họ ăn nhiều thì tốt thôi. Đây ở đó không bán đó. Một cái đứa mới đẻ bây giờ mà chưa biết một cái bán nào. Một cái lạnh này. Có lại lạnh không cô? Anh chị mua gì? Hả? Nghe con chị ơi! Lấy con một cốc. Làm gì đẹp không? Nhét nhét. Đẹp nhưng mà đẹp ướt là ướt rồi. Màu cay thôi. Màu cay thôi chứ em mà. Đây 2 cốc. Đó đây. Dạ, màu đi. Cái mềm mềm đây. Cái này cũng ngon mà. Cái này mềm. Có cái mô mềm mềm á. Mềm mềm á, cái này cũng được đấy, cái này ăn còn được đấy. Cái này còn chuối sậy rồi đấy, chuối sậy móc ấy đấy. À, này. Chuối sậy đấy nhé. Ăn, có chuối còng không? Mày cái, ba cái hả? Là bảy trắng tồn hay là bảy trắng bơ? Ai mềm rất mốt đấy. Bảy trắng tồn, sao lại bảy trắng tồn đi? Cái bánh trắng tồn này sao? Ít nữa rồi cô. Ông nói gì gì đâu. Mua bữa ăn hàng là gì đâu, nó cũng lắm. Bữa ăn hàng á. Rồi xong không? Nhìn cái bao này. Xin. Xong, cảm ơn cô. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi, bọn nó tắm kìa. Ôi dồi ôi, đá bóng. Chà, ăn không được không, không ăn kịp là nó nứa này. Nó bo lại thành cục này. Đói. Cô đưa rồi mà. Chưa. Hình như là cô đưa nhanh để chỗ khác. Đây. Và cũng lạnh á. Nghe em miêu tả thế nào ta? Nó nước ngọt. Vì đơn giản nói nước ngọt. Chúng với. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Rớt một cái rồi. Ăn á. Kêu không mà không mà đập. Hai ba chưa? Có gì gì
kệ mà không còn có cách nữa chứ. Trong không cần ngang ngang.